có những thành tựu xây lên từ nhiệt huyết, có những kiệt tác khơi nguồn từ ý tưởng, có những giá trị được hình thành từ tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu phát triển. Mục tiêu của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình là mang đến cộng đồng một môi trường xanh, sạch, đẹp bằng những giải pháp xử lý, tái chế chất thải hiện đại và tân tiến. Ngày 11 tháng 4 năm 2017, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp đã chính thức đưa Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình ghi tên trên bản đồ hoạt động trong lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải. Tọa lạc trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình không chỉ góp phần thay đổi địa mạo của địa phương mà còn tạo môi trường xanh, sạch, phát triển bền vững cho các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Với tổng diện tích gần 95 ha, trong đó cụm công nghiệp môi trường công nghệ cao là 56,8 ha, khu sản xuất vật liệu tái chế phế liệu là 27,3 ha và nhà máy xử lý rác thải là 10,6 ha. Hoạt động đạt chuẩn, phát triển bền vững là định hướng của công ty được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Đình Hùng và tập thể cán bộ nhân viên toàn công ty xuyên suốt tuân thủ. Ngày 9 tháng 2 năm 2018, công ty được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 9001/2015 được cấp ngày 23 tháng 5 năm 2018. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 14001/2015 được cấp ngày 7 tháng 6 năm 2018 và giấy phép xử lý chất thải nguy hại được cấp ngày 16 tháng 8 năm 2018 đã hoàn thiện toàn bộ các thủ tục cần thiết của doanh nghiệp đưa nhà máy xử lý rác thải Hòa Bình của công ty chính thức đi vào vận hành. Thu gom, phân loại, tái chế và xử lý là quy trình hoạt động tuần hoàn khép kín của nhà máy xử lý rác thải Hòa Bình. Nằm trên diện tích nhà xưởng 66.000 m², hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn khép kín được đưa vào hoạt động. Sau khi thu gom, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp từ các doanh nghiệp, nhà máy, khu dân cư được tập trung, phân loại. Với những loại rác thải thông thường được tái chế thành những sản phẩm hữu ích thông qua các hệ thống, xúc rửa bao bì, thùng phi. Hệ thống tái chế dung môi, dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, ắc quy thải, hệ thống tẩy rửa kim loại, hệ thống phân kim để tái tạo thành những sản phẩm đầu ra tương ứng. Với những loại rác thải nguy hại hoặc không có khả năng tái chế được đưa vào lò đốt sinh nhiệt phục vụ cho quá trình xeo giấy. Những chất được đốt cháy tiếp tục được ổn định, hóa rắn, tạo thành nguyên liệu cho xây dựng. Nghiên cứu, tìm ra những giải pháp tối ưu trong quá trình sản xuất tuần hoàn, khép kín là định hướng phát triển của công ty. Không chỉ chú trọng vào sản xuất an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, theo đúng chủ trương định hướng đã đề ra, công ty còn đặc biệt chú trọng trong công tác xây dựng đội ngũ nhân sự để phát triển từ trong nội tại. Một công nghệ cao Hòa Bình đang ngày càng hoàn thiện, phát triển, ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực xử lý, tái chế rác thải, lấy sứ mệnh bảo vệ môi trường, song hành với đáp ứng sự thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng làm trọng tâm. Công ty Công nghệ cao Hòa Bình cam kết nỗ lực không ngừng trong công cuộc đổi mới công nghệ, nâng cấp chất lượng dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và cùng nhau bảo vệ một môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.